Trước mắt người khổng lồ, một ly có độc một ly không có độc, chọn sai thì sẽ mất mạng ngay lập tức. Chú chuột nhảy vào chiếc cốc bên trái, trong nháy mắt đã bị thuốc độc dìm chết tươi. Trò chơi lúc này còn lại 2 mạng, lần thứ 2 chẳng do dự mà nhảy vào cốc bên phải, kết quả vẫn bị thuốc độc dìm chết, chỉ còn lại một mạng cuối cùng nên nhất định phải cẩn thận. Ender suy nghĩ một lát rồi đưa ra quyết định, với ánh mắt lạnh lùng điều khiển chú chuột nhảy lên miệng ly, sau đó lấy đà chui vào mắt của người khổng lồ. Cậu ấy đã lựa chọn giết chết người giám sát cửa ải. Cậu bé này là ai mà sao lại ra tay độc ác như vậy? Nào cùng vua phim theo dõi bộ phim cực kỳ đã mắt và có một cái kết hết sức bất ngờ nhé. 50 trước khi trái đất bị người ngoài hành tinh xâm chiếm, 10 triệu người đã chết ngày hôm đó. Một sĩ quan đã lái máy bay cảm tử, nhờ đó bọn xâm lược phải rút quân. Từ đó nhân loại tập hợp những đứa trẻ thông minh nhất, cho chúng tập luyện chơi những trò chơi chiến tranh từ nhỏ, để chúng có thể đưa ra những quyết định kịp thời mà người lớn không thể làm nhanh được. Ender tuy là cậu bé mới vào nhưng đã nhanh chóng đánh thắng các đàn anh, nhờ đó mà được tổng chỉ huy chú ý. Cậu được hy vọng sẽ trở thành thủ lĩnh của nhân loại tương lai. Vì thắng nhiều quá nên các đối thủ rất ghen tị mà đòi đánh. Chúng không biết Ender đâu phải dạng vừa, tuy nhỏ bé nhưng không chịu để ai ức hiếp. Sau việc này Ender lập tức bị loại khỏi chương trình đào tạo. Nhưng vừa về nhà thì thời sự lại báo rằng lại sắp xảy ra cuộc chiến. Người ngoài hành tinh đã chuẩn bị lực lượng lớn gấp 10 lần, chỉ huy quân đội lại phải đến cầu xin cậu bé quay lại. Trực giác mách bảo rằng chỉ Ender mới đủ khả năng đánh lại người ngoài hành tinh. Lần này cậu sẽ được đưa vào vũ trụ cùng những người giỏi nhất. Đây sẽ là bài huấn luyện sống còn. Sự tồn tại của trái đất sẽ được quyết định sau đợt huấn luyện này. Ngày đầu tiên chỉ huy đã khen rằng chỉ Ender là giỏi nhất, mục đích để cả đội ghét và cô lập cậu, từ đó ép cậu bộc phát tiềm năng mà vượt lên làm thủ lĩnh. Nhanh chóng buổi học đầu tiên cũng được bắt đầu. Mọi người sẽ phải vào một căn phòng hình tròn không trọng lực. Tất cả ở đây sẽ là một đội để thi đấu với một đội khác, dùng súng điện tử để bắn hạ hết đối phương, hoặc vượt qua phòng tuyến của địch thì sẽ thắng. Tập luyện ở trên này một ngày khắc nghiệt bằng một năm trên trái đất. Ender với bản tính không chịu khuất phục nên thường xuyên bị quản lý trừng phạt. Cô thiếu tá muốn thử thách bản lĩnh của Ender bằng cách gửi vào iPad của cậu một trò chơi siêu khó. Ender cũng vô tình ấn vào chơi, đó là điều khiển con chuột vượt qua các cửa ải. Trước mắt là một người khổng lồ với hai chén nước màu xanh, một chén có độc một chén thì không, nếu chọn đúng thì sẽ qua ải. Ender liền điều khiển con chuột nhảy lên chén bên trái, lập tức con chuột chết luôn. Lần thứ hai Ender cho nhảy vào chén bên phải cũng vẫn chết. Với ánh mắt lạnh lùng kiên định, cậu điều khiển con chuột lên miệng ly, rồi nhảy thẳng vào mắt người khổng lồ. Ender đã quyết định giết chết người giám sát cửa ải. Cậu bạn sợ hãi hỏi rằng tại sao lại độc ác như vậy, muốn chiến thắng thì đừng bỏ qua cơ hội nào cả. Cô thiếu tá cũng bất an vì chưa từng có ai như vậy, nhưng chỉ huy lại cảm thấy rất hài lòng, lập tức gọi cậu đến đội nhóm cấp cao hơn. Nhóm này đã được huấn luyện 6 năm nên rất thành thạo. Trưởng nhóm Bonzo lập tức bắt nạt Ender, ép cậu khi ra trận không được chiến đấu, kẻo hắn sợ sẽ vượt qua kỷ lục của hắn tại đây. Nhưng cô bé Hayley thì có vẻ thích cậu, kéo cậu ra phòng tập để chỉ cho cậu vài chiêu. Hayley bắn chả trượt phát nào, mới đầu Ender còn bắn toàn hụt, chỉ vài phút sau đã bắn như thần. Bonzo thấy hai người luyện tập trở về liền hét lên, mày không được phép luyện tập gì hết. Ender với bản tính lãnh đạo, cậu không muốn đập trưởng nhóm trước mặt mọi người, đã kéo Bonzo ra ngoài thuyết phục thành công. Quả nhiên hôm sau trưởng nhóm đã thay đổi, cho phép Ender đứng ngoài quan sát cả buổi luyện tập này. Cả nhóm chia làm hai phe chiến đấu, phe của cô gái Hayley sẽ phải đánh thủng phòng tuyến, nhưng nhanh chóng bị phe đối diện bắn hạ bay đi. Ender lúc này bất chấp mệnh lệnh trưởng nhóm lao tới cứu cô gái. Ender bảo Hayley đạp cậu bay lên phía trước, rồi bắn hạ địch như một siêu anh hùng, bắn viên nào trúng phóc viên đó. Chỉ huy nhìn thấy cũng không giấu nổi niềm vui. Hai người càng ngày càng trở nên thân thiết. Buổi tối về Ender lại mở iPad tiếp tục trò chơi. Lần này trò chơi bỗng xuất hiện chị gái của Ender, chú chuột nhỏ cũng hóa hình dạng thành chính cậu. Ender bắt đầu tiến vào bên trong tòa nhà. Bất ngờ một con rắn khổng lồ tấn công Ender. Hóa ra là đại tá đã thay đổi trò chơi để xem tâm lý của Ender thế nào. Sau đó Grab gọi Ender đến. Ông nhận thấy Ender không muốn nghe lời trưởng nhóm chỉ đạo. Ender nói rằng những quyết định ngu ngốc của trưởng nhóm sẽ khiến quân ta thiệt hại. Grab liền phong cậu lên chức cao hơn. Đại úy huấn luyện giờ cũng đã dưới quyền vui mừng chào cậu. Ender quay lại lấy nhóm lính mới vào cùng mình để lập nhóm mới chiến đấu. Cậu sẽ biến đám vô dụng này thành nhóm đứng đầu. Nhưng mới ngày đầu tiên Grab đã cố tình chơi khó, xếp cho nhóm của Ender chiến đấu với tận hai nhóm tiềm năng. Rất may là cử thêm cô bé Hayley sang nhóm trợ giúp. Ender biết đội kia đang phục kích sẵn, liền tạo tư thế cho cô bé quay ngược lại, nhanh chóng bắn hạ hết nhóm 12 tên phục kích kia. Giờ sẽ còn 20 tên nữa ở sau cánh cổng. Ender buộc một cậu bé rồi ném ra ngoài thăm dò. Quả nhiên đội còn lại đã lộ vị trí, bọn chúng đã phục kích đông gấp 2 lần. Ender với nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, anh chấp nhận hy sinh vài đồng đội làm khiên chắn, từng người phía sau sẽ tách ra theo đúng thời điểm đánh lạc hướng. Quả nhiên đã vượt qua cánh cổng thành công. Bonzo cực kỳ căm hận vì điều đó, hắn dẫn người tới để đánh Ender khi cậu đang tắm, không ngờ bị Ender đạp một cái khiến Bonzo ngã vỡ đầu. Ender thấy rất ân hận vì điều này nên cậu từ chức xin về. Tôi sẽ không chơi trò này nữa. Càng ngày cuộc huấn luyện càng khiến Ender độc ác hơn, nhưng đó là thứ mà chỉ huy muốn để giành chiến thắng, bất chấp phải phá hủy một tâm hồn trẻ thơ. Grab lại phải nhờ chị gái Ender đến khuyên cậu quay lại, nhưng lần này Grab đưa thằng Ender đi tới một nơi xa hơn nhiều.
đó là phòng phòng chỉ huy cấp cao, ở một hành tinh ngay gần hạm đội tập trung của tàu địch trong vũ trụ. Không ngờ rằng, ở đây cậu lại gặp được người anh hùng Kingsley năm xưa vẫn còn sống. Hóa ra ông đã nhảy dù thoát ra trước khi đâm vào con tàu mẹ. Nhìn thì ai cũng nghĩ tàu địch bay ngẫu nhiên, nhưng với bản tính thiên phú của một gamer thiên tài, Ender nhanh chóng nhìn ra được quy luật bay của hạm đội tàu địch. Đó là con đường duy nhất để hạ tàu mẹ. Cô bé và mấy cậu nhóc giỏi nhất cũng được đưa tới hành tinh này thực tập. Mọi người đưa vào không gian thực tế ảo để chơi game. Địa điểm chính là hành tinh mẹ của người ngoài trái đất. Mỗi cậu bé ngồi đây sẽ điều khiển một tiểu đoàn máy bay, còn Ender sẽ quan sát tổng thể và ra lệnh cho họ. Nhanh chóng hàng ngàn chiến đấu cơ tự động bắt đầu xuất phát. Ngoài việc giết địch còn phải bảo vệ súng mẹ trị giá 70 tỷ đô la. Súng mẹ chỉ có khả năng bắn một phát duy nhất. Nó sẽ tạo sóng liên kết phá hủy rất kinh hoàng. Một khi đã tiến vào không phận của chúng, tuyệt đối không còn đường lui nữa, nên lần này nhất định phải thành công. Ngày đầu tiên hạm đội phát hiện ra ba tàu mẹ đang hút nước phía trước, Ender nhanh chóng chỉ đạo đội hình vòng xuống phía dưới bắn lên, hoàn thành tiêu diệt ba tàu mẹ khổng lồ cùng hàng vạn tàu nhỏ. Sang mỗi một ngày mới, nhiệm vụ lại khó khăn và phức tạp hơn nhiều lần. Cho dù Ender có dùng hết trí não và sức lực, nhưng cũng không tránh khỏi một thất bại đầu đời. Chỉ huy và cấp trên nhanh chóng gọi đến mắng té tát, nhưng Ender và đội nhóm đã chiến đấu 2 ngày rồi không được ngủ. Cấp trên nói chỉ được nghỉ đến khi nào thắng toàn bộ cuộc chiến, bởi thời gian của họ không còn nhiều, và ngày mai sẽ là cuộc chiến cuối cùng. Nhưng 2 giờ sáng cấp dưới đã vào gọi dậy, họ cần lập tức huấn luyện ngay. Lần cuối cùng này toàn bộ tổng tư lệnh cấp cao nhất đến cùng theo dõi. Giả lập lần này sẽ đánh tại hành tinh quê nhà của kẻ thù, và quân ta sẽ dùng toàn bộ hỏa lực để tấn công. Ender với ánh mắt sắc lẹm bắt đầu cuộc chiến, nhưng khi phóng to tàu chiến đối phương, Ender thấy dường như họ đang muốn đàm phán hòa bình. Mọi người đều chờ đợi Ender ra mệnh lệnh, chần chừ một hồi rồi cậu cũng đưa ra phán quyết cuối cùng. Bước đầu cử một đội máy bay không người lái đâm thẳng vào tàu địch tự sát, với một mục đích thâm hiểm đằng sau, đó là khiến quân địch bị thu hút mà tập hợp lại phía đó. Để tàu mẹ khai hỏa súng thần công, một phát bắn cực khủng năng lượng liên kết tỏa ra đánh tan hạm đội phòng thủ kẻ địch. Cả căn phòng choáng váng với quyết định này, nhưng đó còn chưa phải điều đáng sợ nhất. Cậu nhanh chóng ra lệnh toàn bộ phi cơ sẽ bay xung quanh tàu mẹ, bởi 2 phút sau súng thần công mới tái khởi động xong, toàn bộ phi cơ tạo thành một màn chắn. Cậu đánh cực tất cả vào màn chiến đấu cuối cùng này, chấp nhận hy sinh toàn bộ hạm đội, cho dù có phải hy sinh cả các chiến hạm mẹ. Mục tiêu cuối cùng là để tiêu diệt cả hành tinh kia. Xung quanh là hàng triệu tàu địch đang bắn đạn xối xả. Tình hình cực kỳ nguy cấp, nhưng Ender vẫn một mực kiên định, chỉ 30 giây nữa là súng máy sẽ khởi động xong. Ender ra lệnh cho các phi cơ bên ngoài di chuyển lên thành hình mũi kim phía trước, cảm tử xông lên để dọn đường cho súng mẹ. Vào đúng giây cuối cùng khi toàn bộ lá chắn đã hy sinh hết, súng mẹ cũng kịp thời khai hỏa bắn thẳng vào bề mặt hành tinh. Mọi người há hốc mồm nhìn hành tinh bị hủy diệt, chỉ vài phút sau đã biến thành một quả cầu lửa khổng lồ. Vậy là đám trẻ đã chiến thắng cuộc chiến, nhưng tư lệnh và mọi người lại không ai nói gì, mà lẳng lặng quay sang thảo luận, bởi vì có một sự thật kinh hoàng đằng sau. Hóa ra đây không phải là một trò chơi như họ nghĩ, mà thực tế Ender đã vừa hủy diệt cả một hành tinh. Đại tướng đã lợi dụng và lừa dối cậu để thực hiện âm mưu hủy diệt chúng, nhưng lũ trẻ không thể chấp nhận sự thật này, rằng chúng vừa mới giết đi hàng tỷ sinh mạng. Những phi thuyền mà cậu ra lệnh hy sinh kéo dài thời gian, bên trong lại là các phi công đang điều khiển. Hóa ra chỉ trong phút chốc cậu đã hy sinh cả chục ngàn binh sĩ. Tội ác diệt chủng như thế này là quá sức đối với một đứa trẻ. Hơn nữa, trong lúc chiến đấu cậu cũng nhận ra họ hoàn toàn không muốn tấn công địa cầu. Sau chuyện này Ender được phong hàm thượng tướng, nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc này. Đại tướng bắn thuốc mê tạm thời cho Ender nằm nghỉ hồi sức. Lúc này hình như vẫn còn một người ngoài hành tinh sống sót. Họ cố gắng liên lạc với Ender qua sóng não. Ender lập tức tỉnh dậy rồi chạy ra ngoài hành tinh này. Cô bé đuổi theo mang bình oxy cho cậu thở. Ở hành tinh này mức oxy chỉ bằng 1/5 trái đất mà thôi. Ender cứ thế theo tiếng gọi của sóng não, cậu tiến vào bên trong một hang động phía xa, tiếp theo chui vào sâu một căn hầm lớn. Đúng lúc này người ngoài hành tinh kia bước ra, bà ấy chính là người sống sót cuối cùng. Chủng loài này không có dây thanh quản, mà chỉ nói chuyện bằng sóng não với nhau. Ender thông minh tuyệt đỉnh nên cũng bắt được sóng. Hóa ra người mẹ này cũng sắp chết rồi, cả chủng loài chỉ còn em bé nữ hoàng sống sót. Cậu ngươi sẽ tìm một hành tinh mới dành cho bé nữ hoàng này. Do đã là thượng tướng, nên cậu lấy phi thuyền của riêng mình để tìm hành tinh cho nữ hoàng kia. Phim tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn nhiều ha. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye bye.